sao dính, sao dính quá vậy trời. Cái chảo gì mà nó dính dữ vậy? Cái dạ ngon vậy? Cái rô ngon không? Ôi, cái chảo cái rô làm lột da hay vậy? Lột da, lột da. Cái chảo em mới mua nè, em xin nó anh hứt lên, nó dính gì là anh hứt. Thiệt tình chứ. Trời ơi. Rồi luôn, nó dính cứng nhắc luôn nè. Trời, lấy cái sạn nãy giờ em xúc. Ủa, lên. Ủa, em mua cái chảo gì em có gán lại không? Đâu có đâu, em rửa xong mà em chiên luôn nè. Vậy hả? Ờ. À, cho nó dính nè trời. Sao? Dính vậy rồi sao ăn? Nhắc hết trơn rồi. Có đẹp rồi, nó bị cắt da rồi. Thiệt tình chứ. Tại sao trời, một hồi lại nó khác dưới này luôn nè. Dạ anh đậu. Tại cái chảo á anh. Trời. Cái chảo mới mua hả? Ừ, cái mua chảo mới mua á là em giờ em phải gán lên cái. Rồi là... mới chiên được, mới không dính. Là sao? Hả? Là gán là không, sao? Không biết gán chảo luôn. Không, em chỉ rửa thôi à, rửa là xong em chiên luôn nè. Tắt đi. Khét rồi, khét rồi. Ơi, có nhiều đây làm cũng không xong nữa, khỏi gì. Để anh lấy con cá này ra cho. Trời ơi, cứng nhắc vậy. Cứng gì nó dính cái lốt nó dính rồi. Trời ơi, còn chưa được con ăn chứ. Trời ơi, dính luôn hình cá vậy. Ủa, em mua chảo có hình cá hả? Hình cá. Trời ơi, coi nè, có dính nè, hết trơn da luôn. Nè, nó dính lại lớp đó luôn kìa. Trời ơi, nè, anh lấy em sẵn lên á. Nè, anh chỉ cho, em mua lúc mà em mua chảo về á, em phải gán lại một cái. Là sao? Gán cái chảo lại một cái. Không biết luôn. Không biết. Đâu biết mấy cái chảo nhôm là bây giờ đâu chiên được chị lên chiên nó dính lắm nó dính. Ôi em để cái chảo thiệt là nóng em mới chiên lắm là còn dính gì nữa đó. Dạ. Ừ. Trời ơi. Nè còn con nè bây giờ thì vô mà bây giờ em đi vô. Em rửa cái chảo cho thiệt sạch rồi cho anh đi. Rồi ra đây anh gán lại cái chảo rồi để dành chảo để dành chiên luôn. Để anh chiên con cá này cho coi nó không dính. Vậy ha. Ừ. Đây đây. Đi rửa lại phải không? Ừ đi rửa đi. Rồi anh chiên cho. Trời ai biết đâu trời. Ơi, bởi vậy, rửa cho sạch lại nha, sạch như lúc mới mua vậy đó nha, đừng có để nữa ha. Trời ơi, bởi vậy công nhận bà đậu thiệt chứ. Coi nãy chiên con cá nè. Nhìn giống cá luộc quá rồi chứ lên đây. Bởi vậy ế chồng là phải mà. Bà hậu đậu, quá hậu đậu luôn. Đây 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 nè. Hả? Xong. Cái chảo hả? Không, thấy không sạch bông luôn. Trà sạch luôn. Sạch bông luôn. Nè, để anh chỉ cho. Là em coi nha, từ đầu tới cuối ai đứng bên đây để anh làm mất công không bị dính. Nè, từ đầu tới cuối luôn là cái cách mà gán chảo. Gán chảo. Ừ, đừng cho mà nó chiên hoặc là nó không dính á. À. Nè, cái chảo mới mua về á, em bật bếp ga lên, bật lửa lớn hết ga nha. À, lớn hết ga nha. Lửa lớn hết ga luôn. Em để cái chảo lên, đừng để dầu để gì hết. À, vậy hả? Ừ. Cho chảo nó nóng thì nóng lên đây nè, để anh gắn cho coi. Ừ. Là mình sẽ gắn nguyên một cái vòng dưới đây đây, vòng cái nè, vòng đít nè. Rồi. Cho lửa nóng thiệt nóng. Thường thường á là em biết mà cái bếp mà bếp khè không? Bếp mà để dưới bật lên khè á, cái đó là mới mau. Còn bếp ga này thời lâu nhưng mà vẫn được. Đó, em đỡ đi. Để chút xíu cho cái nó cảm giác nhưng mà nó hơi vàng nhẹ lên đó. À, cho nó thiệt nóng cái chảo. Ừ, cho nóng thiệt nóng cái chảo lên. Là nó sẽ vàng nhẹ. Thấy không? Cái chảo lên bốc khói phải không? Ừ. Tại vì thường thường á anh chiên á mẹ. Đút tay vô thử coi nóng không? Chưa, bà đút đi. Thường thường anh chiên á mẹ em chỉ là để cho chảo nóng rồi bỏ dầu vô là nhưng cao. Mà cái chảo mà mới hoặc là chảo mà em đã từng xào từng gì rồi á thì nó thì vậy đâu có được. Gì hả? Ừ. Đó, nè em thấy nó bóng hới cho nào dưới đít nè, dưới đáy nè. Nó bắt đầu là nó hơi nóng lên. Ừ, nó nóng hực hực luôn, nó nóng vậy. Đó, để là cho lâu lâu một chút xíu. Nhớ là mở hết ga lửa nha. Ừ.
Trời ơi. Thiệt lớn không? Chảo anh xài là không bao giờ dính. Hay gì ta? Trời ơi. Đó, em thấy cái chảo nó bóng hới lại không? Đúng rồi. Đó. Bóng lên rồi đó. Đó, nó rất là bóng luôn. Cái này người ta gọi là ráng chảo nè. À, là ráng chảo. Ừ, ráng chảo. Ráng chảo. Đó, cái chảo bây giờ nó nóng dữ lắm, nóng rồi đó. Nè nè, anh thấy nè, cái xung quanh cái chảo nè bóng lại chân nữa nào nè. Đúng rồi. Nhìn nó bóng hới chân không? Ừ. Để chút nữa. Sắp được rồi đó. Đó, bây giờ cái chảo mình đã nóng thiệt nóng rồi phải không? À. Anh đây giờ anh chế thêm miếng nước đi ra nè. À. Nước hả? Ừ. Nè đó. Thì nè anh chế nước vô mà anh thấy nước á, nè nó chạy như nè. Nè phải không? Nè cái chỗ nào mà gán rồi đó là nó sẽ nè nước là nó không dính chảo nè, cái chỗ này nó tròn nè phải không? Nè anh thấy cái chỗ này nó tròn không? Ừ, cái đó chưa. Rồi. Chưa. Chưa. Nè còn là cái lỗ này nè. Em sẽ gắn cái lỗ ra lại luôn. Giờ mở lửa lên tiếp. Rồi sao nữa? Chiên. À, giờ chiên là. Xong nè, bây giờ em bỏ đổ dầu vô. Cái cách là người ta gắn chảo á, hay lắm. Nè, để cho nó nóng thì nóng cái chảo lên đi, hay để dầu lên. Đúng rồi. Nè, để dầu lên nè. Đó. À. Đó, để gắp dầu lên. Rồi. Như để cho đủ chân cá chưa? Rồi được rồi. Để cho dầu nó sôi lên. À, lúc này là mình sẽ xay cái chảo cho dầu nó thấm đều hết. Xay cái chảo. Rồi mốt em lấy cái chảo nè em để dành á, mà em chiên hoài luôn. Chiên hoài luôn. Là nó không bao giờ dính chảo luôn. Ừ. Đó. Thấy không? Ừ. Đó, thêm bước cái chảo lời đó. Đó, để em để rồi. Rồi đó, để dầu chút xíu nữa cho nó nóng thiệt là nóng dầu lên. Rồi đó anh chiên con cá này cho em coi. Anh chiên cá này đi, cái sao anh chiên cá kia. Cá của em nó đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Nó bị chất ngon cá này ăn chắc ngon lắm nè. Biết sao không? Tại vì như là em mua cá cái người ta lột da á. À, lát có đem vô mẹ ăn á, nói mẹ ơi, sao con đi ra chợ mà ta bán cá rô mà ta lột da. Đó, bây giờ chảo đã nóng, lửa đã nóng, dầu đã nóng lên đó. Thì em muốn biết á mà lửa nè, nó có nóng hay chưa? Thì em dùng cái đầu đũa nè. Đầu đũa che nha. Đúng vô. Rồi cho nó sôi đầu đũa ra nè. Phải không? Rồi sôi như nè. Rồi là dầu nóng. Nè. Để ngoài đưa vô. Sôi lên là dầu nóng. Đó, thấy không? Em thấy rồi. Đó, xong bây giờ mình để cá vô. Em nén sôi để không? Cá nè, để từ từ để vô cái sạn nè, ta để vô cái sạn, ta để từ từ xuống. Đó. Nó để cá vô. Rồi. Đó, trời chứ trời, một chút xíu là chín rồi là em sẽ chở chút dễ dàng. Trời chút xíu cho cá nó vàng vàng đi rồi chở. Đúng rồi, cho nó vàng thì mình chở nó dễ hơn thôi. Nè, anh thấy anh con cá anh mới để vô nè, mặt trên nó còn sống luôn nhưng mà anh bảo đảm em là con cá này không bao giờ dính. Chắc không? Chắc ăn trăm trăm luôn. Vậy thì nếu mà anh chiên cá này hết thôi, nói chung là nó không dính đó, thì anh lại ăn cơm với em nha. Là mày ăn cơm phải không? Dạ đúng rồi. Rồi chiên mà dính là sao? Thì ăn. Dạ. Rồi ok, bây giờ anh sẽ chiên con cá này cho em là bảo đảm em không dính. Tại cái chảo anh đã gán rồi, mốt để cá vô em chở thoải mái. Con cá còn sống chở cũng được luôn. Bây giờ anh chở con cá cho em coi nè. Nha. Wow. Thấy không? Cá có dính cái nào không? Anh dính trời. Đó. Anh cứ chở thoải mái luôn. Con cá không bao giờ dính nè. Thấy không? Giống cách của anh. Da còn nguyên. Đó, nè. Nè, em thấy nè, con cá mà mới để vô làm sao mà đưa qua đưa lại gì được. Phải không? Nè, để em chở cho em coi. Nè. Còn nguyên hết. Phải không? Dạ, đúng rồi. Nè, nè, em chở cho em coi. Nè, con cá của em anh để vô chiên luôn nữa ha. Nè, cho dù con cá không có da luôn, nhưng mà chiên vẫn không dính. Nè, thấy không? Nè, con cá nè, đưa vô là nhúc nhích được nè. Làm cá biết cá không dính rồi đó. Thấy không? Nốt em sử dụng cái chảo này đi, em xài xong cái em rửa xong em rửa dần em chiên hoài luôn. Chiên hoài đã gắn chảo rồi. Biết rồi, bây giờ nhớ chưa? Nhớ là mới đầu là để lửa cho lớn thiệt lớn luôn. Để cho cái chảo nó bóng thiệt là bóng luôn. Rồi xong đổ nước vô mà cảm giác mà nước nó chạy được trong dầu dầu ở trong đó rồi mới đổ nước bỏ rồi để dầu vô nhúng đũa mà thấy cái đũa mà lên tim là nước là dầu nó nóng. Là dầu nó nóng là bỏ cá vô chiên được. Rồi đó từ đó về sau để cá vô chiên hoài. Không nhớ.
nè, anh chở con cá cho em coi nè, đứng xuất ra nè, nè thấy không, nè con cá nè, thấy cá rất đẹp không, con cá này cá tươi nhưng mà chiên vẫn còn đẹp luôn á, nè thấy không, chở một khi đó dán rồi là không dính, nè con này thì của em đó nè, thấy không, chiên nó da nó giòn lắm cho, nhưng mà không dính dứt, thấy được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ chờ đi, cá là chín đây rồi. Em mẹ ăn cơm phải không? Rồi, chắc chưa, chắc chưa. Bây giờ dĩ là được rồi phải không? Được rồi. Bữa nay mình được ăn cơm rồi đã, gia đình ơi. Thì anh ngồi đợi đi. Đợi đi em chiên cho. Thôi. Hả? Ngồi đợi đi em chiên cho, em chở cá cho. Thôi để em chiên cho. Sao em vô em dọn cơm ra đi. Rồi, dạ, okay. Em dọn cơm xong là cá chín là ăn được rồi. Rồi, ok, ok. Ừ. Vô đúng là cơm. Trời ơi trời. Bởi vậy lâu lâu được ăn cơm bữa. Đây nè đại đình ơi, đây là cái cách dán chảo của mình nha. Đại đình có thể là học theo cái cách này để làm, bảo đảm đại đình là chiên cá không bao giờ dính. Đây đại đình thấy con cá mình không nè, chiên nó rất là đẹp tuyệt vời luôn, chứ không phải là như con cá của Liên Hồ đâu nha. Đây cá nè, nè đại đình nhìn nè, da nó rất là mỏng ở ngoài nè, nhưng mà nó không dính với chảo, y như chảo chống dính vậy đó. Nhưng mà chiên chảo chống dính thì con cá không được giòn. Đầu bếp đây, đầu bếp thượng hạng mà. Trời ơi, mình có cái cách có cá ăn rồi. Đó, thấy không? Cái lớp mà hồi nãy trên, tại vì mình thấy á, vỏ bị chóc ra nè. Chuyện giờ nó cũng được đó. Chín rồi Lý ơi. Đó, tại mình thấy không nè, con cá nè, không dính dưới miếng nào nha. Cá rất là vàng, rất là thơm. Đó, trời nè, anh nhìn này thấy không? Mình ăn chiên nè, chiên xong cá người ta còn nguyên thấy không? Wow, vàng quá. Đó. À, ăn chiên cá mà phải biết chứ. Đó, để vô tô. Chắc biết chưa? Bắt đi coi chừng nóng nha anh ơi. Anh muốn nóng. Đó. Nè, anh thấy không? Chiên xong cái chảo mình để em đổ dầu lên coi. Nè. Anh nhìn nó chiên xong không? Cái chảo không dính gì hết trơn thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Rất là ổn, rất là ok luôn, thấy không? Nè, mốt em á là cứ rửa xong là anh em chiên hoài là được. À, em biết rồi. Okay. Bưng nó xuống đi, xuống tới bụng rồi. Để mình chuẩn bị. Chùi đi, chùi cái bàn ra sơ sơ đi. Đi, chùi cái bàn ra ha. Ừ, anh dẹp cái kia luôn đi. Ủa, ăn có cá này không mà không có gì chân hả? Đúng rồi. Trời, ăn đơn giản vậy. Đây. Nè, nè, để cá bên em đi. Cho em là người tổng khẩu chính thì cho em ăn cá nhiều đi. Trời, okay. Anh nó ăn cá lắm, anh ăn cơm nhiều. Đây, đưa em đi, em dẹp cái này. Dẹp đó luôn đi. Dẹp con bên đi. Ủa, sao ba có chén vậy? Cho cà men nữa. Cà men ăn luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì quá ta bữa nay được Liên Hô mà ăn cơm. Ăn cơm với cá ăn cơm nha cả nhà. Bữa nay ăn cơm với cá rô của Liên Hô. Cá rô đó anh. Ăn cơm với cá rô của Liên Hô. Trời. Đánh ra đi. Nè. Ăn đơn giản vậy đó. Ba đứa ăn có hai con cá rô vậy đó hả? Ờ, hồi sáng em định mua dưa leo mà em quên mất tiêu rồi. Dạ. Nè, bữa nè. Cơm thôi, mời cam ra ăn cơm nha. Bới cơm đi, ăn bới cơm đi, nó hủng rồi. Bới thôi, cái này em ăn đi, anh chắc không ăn đâu. Sao vậy? Bới cơm đi. Hả? Bới đi. Thôi em ăn cơm đi, anh làm biếng ăn quá à. Sao vậy? Đi trước á. Cái nồi cơm bà nghĩ sao bà có nấu cái nồi cơm mà không có cái bấm nút rồi mà sao mà chín? Chết rồi, em quên. Dạ. Bới đây trời ơi trời, nghĩ sao trời, không bấm nút, má ơi, rồi ăn cái gì? Thôi vậy thôi, anh ăn cá với em đi. Quên, ủa sao tự nhiên hôm nay kỳ với ta? Nè ăn không, anh mới cho miếng dạo ăn. Được rồi, được rồi. Nè, ăn không nè, trời ơi, ăn nửa một chén đi. Trời ăn cái này no lâu, gạo nở ở chân nè. Nè, gạo nở trắng tươi ở chân nè. Nè, ăn bảo ông miếng đi rồi, cái này dạng mà người ta ăn cơm mà có canh luôn á. Nè, cơm ra đây ăn miếng đi nè. Thôi, được rồi. Trời ơi, nó có cơm mà có canh đàng hoàng luôn nha. Trời ơi, đâu có giảm đâu. Thôi, để giờ em nấu lại anh ơi. Để xíu đi, cơm khoảng chừng 15-20 phút là chín rồi. Thôi, anh chán nản với cuộc sống này quá. Anh đi rồi, em lãnh vô. Ê, không phải, anh cá với em đi, ăn cá với em được rồi. Sao vậy? Đi sao vậy trời, có đủ là ăn cơm, gán chiên cá cho, gán chảo cho. Cuối cùng, quên. Để vô nấu cho, em nấu lại bấm nút chút xíu à. Vô nấu đi, anh đi về nghỉ chút xíu. Vậy đợi xíu nha. Trời trời, quên trời. Chết luôn rồi, đãi khách kiểu này. Khách về hết luôn rồi. Thiệt tình chứ.